Chào mừng các bạn đến với dtmart.vn. Mình là Việt, nhân viên của công ty. Như vậy, Apple đã chính thức trình làng một loạt sản phẩm mới tại sự kiện đặc biệt vừa được diễn ra. Tuy nhiên, sản phẩm đáng được trông đợi nhất trong sự kiện lần này là iPhone 12 thì lại không được xuất hiện. Thay vì bị trễ ra mắt cho iPhone 12 thì Apple đã trình làng hàng loạt máy tính bảng iPad và đồng hồ thông minh Apple Watch là những nhân vật chính được Apple ra mắt tại sự kiện đặc biệt lần này. Nào hãy cùng Việt điểm qua những sản phẩm mà Apple vừa mới ra mắt nhé. Apple Watch Series 6 là sản phẩm đáng chú ý nhất được Apple ra mắt tại sự kiện. Sản phẩm vẫn giữ phong cách thiết kế quen thuộc của các phiên bản Apple Watch trước đây, nhưng đã có sự nâng cấp về cấu hình, bổ sung thêm nhiều cảm biến và tính năng mới. Apple Watch 6 được trang bị chip S6 hoàn toàn mới, được xây dựng dựa trên chip Apple A13 mà theo hãng Apple sẽ tăng hiệu suất thêm 20% so với Apple Watch Series 5. Pin trên sản phẩm có thể sử dụng được liên tục trong vòng 18 giờ và chỉ mất 1,5 giờ để có thể sạc từ 0 lên 100% pin. Màn hình của Apple Watch 6 cũng sẽ tăng độ sáng thêm gấp 2,5 lần so với Apple Watch 5, giúp người dùng dễ dàng xem nội dung hiển thị trên màn hình ngay cả dưới điều kiện là ánh sáng mặt trời trực tiếp. Apple cũng được trang bị cho người dùng thêm nhiều loại mặt đồng hồ mới để lựa chọn trên Apple Watch 6, đồng thời có thể truy cập vào giao diện thông báo Control Center ngay trên Apple Watch. Một trong những tính năng mới đáng chú ý nhất trên Apple Watch 6 đó là khả năng đo nồng độ oxy trong máu của người đeo. Sản phẩm sử dụng cảm biến với ánh sáng đỏ và hồng ngoại kết hợp với các thuật toán để đo nồng độ oxy trong máu và mất 15 giây để cho ra kết quả. Apple Watch 6 cũng được trang bị tính năng theo dõi chất lượng giấc ngủ, và đây cũng là tính năng thuộc nền tảng watchOS 7. Một tính năng khác được bổ sung trên watchOS 7 đó là Family Setup, cho phép các bậc phụ huynh có thể quản lý Apple Watch và iPhone mà con em mình đang sử dụng. Cha mẹ có thể biết được con mình có thể nhắn tin và gọi điện thoại cho ai, thiết lập cảnh báo về địa điểm hoặc chế độ không làm phiền khi đang trong giờ học của con. Tuy nhiên, tính năng này chỉ hỗ trợ các phiên bản Apple Watch có kết nối NTE. Apple Watch 6 phiên bản vỏ nhôm sẽ có các màu sắc để lựa chọn, gồm có màu xám, bạc, vàng, xanh hoặc đỏ. Trong khi đó, phiên bản vỏ thép không gỉ sẽ có màu than chì và vàng. Sản phẩm sẽ có mức giá khởi điểm là 399 đô và 499 đô. Apple Watch 6 sẽ cho phép đặt trước từ ngày hôm nay và chính thức được bán ra từ ngày 18 tháng 9. Đúng như những thông tin đã dò dỉ từ trước đó, Apple đã trình làng thêm chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch SE tại sự kiện vừa diễn ra. Cũng như cách mà Apple đã làm với iPhone SE, Apple Watch SE được tạo thành từ các linh kiện của những phiên bản Apple Watch thế hệ cũ với mức giá mềm hơn. Apple Watch SE có thiết kế khá giống với Apple Watch 4 được ra mắt từ cách đây 2 năm, cũng được trang bị nhiều tính năng tương tự Apple Watch 6 như gia tốc kế, quân quay hồi chuyển, máy đo độ cao, cảm biến nhịp tim, theo dõi chất lượng giấc ngủ. Màn hình trên Apple Watch SE có kích thước lớn hơn 30% so với Apple Watch 3 và tương thích với mọi loại dây đeo hiện nay của Apple Watch. Sản phẩm cho phép đặt hàng từ ngày hôm nay và sẽ chính thức bán ra vào ngày 18 tháng 9 với mức giá 279 đô cho phiên bản thông thường và 329 đô cho phiên bản hỗ trợ mạng 4G. Apple đã chính thức trình làng chiếc máy tính bảng iPad Air thế hệ thứ tư tại sự kiện vừa diễn ra, với điểm nhấn chính là màn hình được thiết kế với viền mỏng hơn. Nút home vật lý ở mặt trước đã được loại bỏ, thay vào đó là cảm biến vân tay Touch ID. Về tổng thể, mặt trước của iPad Air 4 khá giống với iPad Pro, nhưng sản phẩm chỉ trang bị một camera ở mặt lưng thay vì cụm camera kép kèm cảm biến NIDAS trên iPad Pro.
iPad Air 4 có màn hình 10,9 inch, độ phân giải là 2360x1640, trang bị công nghệ Trutone và được phủ một lớp chống chói để sử dụng tốt hơn dưới ánh nắng mặt trời. Bên trong sản phẩm là bộ vi xử lý A14 Bionic hoàn toàn mới, mà theo Apple là chiếc đầu tiên được xây dựng trên tiến trình 5 nanomet và cho hiệu suất nhanh hơn 40%, với khả năng xử lý đồ họa gấp 2 lần so với phiên bản iPad Air thế hệ thứ 3. Mặt sau của sản phẩm là camera độ phân giải 12MP, hỗ trợ quay video 4K với tính năng chống rung được cải thiện. Mặt trước là camera 7MP, Apple cũng đã chuyển cổng kết nối trên iPad M4 từ Lightning sang USB Type-C, hỗ trợ sạc nhanh 20W. Sản phẩm cũng hỗ trợ chuẩn kết nối Wi-Fi 6 cho tốc độ nhanh hơn. iPad Air 4 hỗ trợ kết nối với bàn phím rời để biến sản phẩm thành một chiếc laptop hoàn chỉnh và hỗ trợ viết Apple Pencil. Dĩ nhiên, người dùng phải mua thêm các phụ kiện này nếu muốn sử dụng. Sản phẩm sẽ được bán ra vào tháng tới với mức giá khởi điểm là $599 cho phiên bản chỉ hỗ trợ kết nối Wi-Fi. iPad thế hệ thứ 8 vẫn sở hữu thiết kế như phiên bản iPad cũ trước đây, với nút home vật lý tích hợp cả biến thức ID. Sản phẩm có màn hình tăng lên thành 10,2. Bên trong là bộ vi xử lý A12. Mà theo Apple sẽ giúp cải thiện khả năng xử lý đồ họa gấp 2 lần so với phiên bản iPad cũ. Giống như iPad Air thế hệ thứ 4, iPad 8 cũng hỗ trợ bàn phím rời và viết Apple Pencil. Tuy nhiên, iPad thế hệ thứ 8 vẫn giữ lại cổng kết nối Lightning thay vì chuyển sang cổng USB Type-C phổ biến hơn. iPad thế hệ thứ 8 có tùy chọn bộ nhớ 32GB hoặc 128GB với các màu sắc xám, bạc và vàng để lựa chọn. Sản phẩm sẽ được bán ra vào ngày 18 tháng 9 tới đây với mức giá khởi điểm là $329 cho phiên bản kết nối Wi-Fi và $459 cho phiên bản hỗ trợ mạng LTE. Theo đại diện của DTMark.vn cho biết, nếu không có gì thay đổi so với mọi năm thì các sản phẩm mới này sẽ được liên kệ vào khoảng thời gian giữa đến cuối tháng 10 tại Việt Nam. Với những gì Việt đã giới thiệu về các sản phẩm của Apple, phần nào đó giúp các bạn hiểu rõ hơn về các sản phẩm như là đồng hồ thông minh Apple Watch, máy tính bảng iPad, có những thay đổi gì so với thế hệ trước đó và giá của chúng là bao nhiêu, thời gian liên kệ tại Việt Nam là thời gian nào. Còn các bạn nghĩ sao về các sản phẩm vừa mới ra mắt của Apple thì hãy để lại comment ngay bên dưới video clip này. DTMark.vn luôn là kênh thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm công nghệ như là điện thoại và link phụ kiện, mang đến cho các bạn giá trị thiết thực với độ tin cậy cao nhất. Hãy ủng hộ kênh bằng cách like, share, follow cho DTMark các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.